Xin chào toàn thể anh em đam mê tàu thuyền nha anh em ơi. Bữa nay mình sẽ quay cho anh em xem tập đoàn lưới rút cặp cảng cá gây néo lòn cảng cá nha anh em. Nẹt bô gây néo lòn cảng cá. Đây, một chiếc tàu cá lưới rút bằng vỏ gỗ. Cặp cảng đầu tiên. Ghê đẹp quá anh em. Bóng rạnh luôn. Phía bên trong cảng thì cũng có những ghe thu mua đang lấy đá. Mấy tàu cá này cập cảng làm giấy xuất bến. Ghe được trang bị dàn đỏ. Đây, thêm một tàu cá lưới rút nữa cũng đang vào cập cảng nha anh em. Bên trong có một chiếc tàu sắt. Tàu sắt của mình chụp đang neo đậu phía bên trong cảng. Cảng mới cập mấy tàu cá mà nhìn có vẻ chật. Sáng nay rất nhiều tàu cá. Tàu cá thu mua, tàu cá lưới rút và các cái ghe lưới chuồng cũng vào cập cảng để lấy đá. Thêm một tàu cá nữa nè anh em. Đó, phía bên trong cảng cũng có rất nhiều tàu cá đang cập bên trong cảng. Tàu cá này to nằm tầm hơn 20 mét. Trên tàu cá có trang bị máy đo dòng chảy, dàn đổ. Tàu cá nhìn vòm và chắc chắn. Tàu cá này tàu cá của Phú Yên nha anh em, nhưng được đóng theo mẫu của ghe Bình Định. Mẫu ghe Bình Định thì đóng nhìn nó vòm, nó chắc, nhưng mà nó kiểu ghe nó không có rơm cao giống như là mẫu tàu cá của ghe các tỉnh Nha Trang với là Cà Ná. Mẫu tàu cá lưới rút của ghe Nha Trang với Ninh Thuận Cà Ná thì đóng theo mẫu của miền Nam. Tàu cá này có vẻ tìm nơi cập cảng không có, cho nên chắc có lẽ là vào cập luôn với hai tàu cá lúc nãy. Nhìn tàu cá nào cũng bóng rạnh, đóng rất là đẹp, nhìn rất là vòm và chắc chắn. Tàu cá cá trang được đóng với hai con viền, nhìn rất là vòm ha. Hai con viền với cái mặt mặt viền rất là lớn, cũng tầm mặt 35. Tàu cá này có vẻ lớn hơn hai tàu cá lúc nãy. Tàu cá này cũng cập vào trong cái bè này luôn. Thêm một tàu cá nữa nè anh em. Tàu cá này tàu cá thứ 4 nối đuôi nhau vào cặp cảng. Nẹt bô gây náo loạn cả khu cảng cá luôn. Tàu cá này có vẻ lại to hơn tàu cá vừa rồi nữa. Tàu cá này tầm 21 mét. Cặp vô cái bè này luôn anh em. Cặp vô bè này 4 chiếc luôn. 4 chiếc cặp một bè luôn.
cá vừa rồi đều đóng theo mẫu của tàu cá Bình Định. Trên tàu cá có treo cờ bay phấp phới luôn, nẹp bô. Tàu cá này lớn nhưng mà chưa được trang bị dàn đổ, gắn cái trụ cảo lớn ghê luôn, nhìn rất là quầm. Rồi cặp vô một bè 4 chiếc luôn, nhạc vô. Cặp thành một bè 5 chiếc luôn anh em ơi. Cặp một bè 5 chiếc tàu cá luôn. Toàn là tàu cá đóng theo mẫu tàu cá Bình Định. Vào cảng cặp tới lui nẹt bô quá trời luôn. Tàu cá này có trang bị radar, máy đo dòng chảy. 5 chiếc tàu cá vô cặp một bè nẹt bô gây náo loạn luôn. Mấy cái khu vực cảng này là khu vực cảng ra vào chứ không có cho neo đậu nha anh em. Nó khác với những cái cảng cá khác. Thêm một tàu cá nữa nè anh em. Tàu cá này dài tầm 23 m. Vào tiếp. Tàu cá này có cặp vô cái bè này không ta? Trên tàu cá này cũng trang bị radar, máy đo dòng chảy. Tàu cá này có vẻ dài cho nên là không biết anh ta sẽ cập vào khu vực nào đây. Có đủ khoảng trống cho tàu cá này cập cảng không? Tàu cá này cập vào trong thành cảng luôn. Làm tiếp một bè thứ hai. Nẹt vô phun khói đen luôn. Hiếm khi mà có nhiều tàu cá vào cặp cảng một lượt để mình quay cho anh em xem nha anh em. Bởi vì đa phần là cặp cả tàu cá họ neo phía ngoài khu vực cảng, kết bè nhưng mà phía ngoài khu vực cảng. Còn khu vực trong cảng thì không có cho neo đậu anh em. Khu vực trong cảng thì anh em vào trong cảng thì làm xong công việc thì phải dời ghi ra để cho những tàu cá khác vào. Tàu cá này hơi dài cho nên là cập vào khu vực cảng có vẻ hơi khó. Nhìn mấy anh ngư phủ đứng trên tàu cá còn có tí xíu à. Dàn mui lầu 2 tầng nhìn rất là đẹp ha. Tàu cá này có cái dàn thêm một tàu cá nữa. Tàu cá lúc nãy có dàn cabin 2 tầng nhìn đẹp quá. Tàu cá này cũng dài tầm 22 mét nha anh em. Toàn là làm ngờ lưới rút đêm hết. Cái này có vẻ là hết cái khu vực đó cặp cảng không? Neo. Tàu cá này neo ở phía bên ngoài trước mặt cảng. Nẹt bô tiếp. Đó. Các bạn xem anh ngư phủ đứng trên tàu cá nhìn còn có tí xíu không? Từ trong màn hình thì mình quan sát thấy con tàu cá nó không có to giống như được ở bên ngoài. Trên tàu cá này cũng có trang bị radar, máy đo dòng chảy. Đây là tàu cá của anh Lực,
dài tầm 23 m nha anh em. Tàu cá này cũng đóng theo mẫu tàu cá của Bình Định. Tàu cá này được trang bị động cơ 6 giang me LE 1000 mã lực nha anh em. Tàu cá này trang bị động cơ máy 1000 mã lực, máy chạy nha anh em. Máy chạy 1000 mã lực. Rất dài và rất to. Rất đẹp. Quay zoom lại gần cái khu vực ống bô cho anh em xem. Ống bô của động cơ 1000 mã lực. Máy đo dòng chảy của hiệu Furuno. Bên ngoài có chiếc xuồng nó cập. Thêm một tàu cá nữa xuống khu vực cảng anh em ơi. Tàu cá này cũng dài tầm 21 m. Tàu cá này sơn theo kiểu mẫu sơn của Bình Định nhưng mà đóng phọt miền Nam nha anh em. Tàu cá này được đóng hòn khói Nha Trang. Đây, thêm một con tàu nhựa nữa. Sáng nay tàu cá cập vào khu vực cảng nhiều quá, gây chặt nít cả khu cảng luôn. Trên bờ có anh phóng viên của Vtover, truyền hình Vtover nào đó, 123 gì đó đang quay. Anh cameraman như là phóng viên đang cầm mic đó. Nhìn dáng của nhỏ phóng viên chuẩn quá. Điều nó mặc cái bộ đồ áo khoác bên ngoài nhìn hơi lượm thượm tí xíu. Đây, nghiêng một dàn bè. Tàu cá lúc nãy cập cảng giờ bây giờ ra ngoài à. Đó, tàu cá cập cảng đầu tiên bây giờ di chuyển ra phía bên ngoài. Nhường chỗ cho những anh em khác vào cập tiếp. Đây, thêm một con tàu cá nữa nè anh em. Cũng đóng theo mẫu tàu cá của Bình Định, dài tầm hơn 20 m. Những con tàu cá này có vẻ là trên trong khu vực cảng để chặt nít rồi, cho nên bắt buộc phải neo đầu ở khu vực phía bên ngoài. Video mình quay dài tầm mười mấy phút thì nó mô phỏng một số ít tàu cá cho anh em xem thôi, chứ thật ra mình quay dài quá thì nó mới ghi lại hết toàn bộ những chiếc tàu. Có con tàu sắt có số Nimro đẹp quá, tàu sắt của Hải Thịnh anh em. Đây, tàu sắt của Hòa Hiệp 4 số 9 1 số 8, số Nimro rất đẹp nha anh em. Tàu sắt này cũng làm lưới lúc đêm luôn. Chiếc ghe nhỏ nhỏ, ghe thu mua nhỏ nhỏ ra vào cảng liên tục, không có đủ cái khoảng trống mà đỡ xây trở luôn. Đây, chặt quá chặt cho nên anh tàu sắt này phải di chuyển ra bên ngoài. Quay một số ít tàu cá cho anh em xem, bởi vì mình cũng còn phải đi làm nữa cho nên là không có đủ thời gian mà để quay hết trong cái buổi sáng này. Hôm nay cho anh em xem hết toàn bộ những con tàu cá này hôm nay cập cảng để xuất bến được. Mình quay mô phỏng khoảng tầm gần chục chiếc cho anh em xem thôi. Thêm một chiếc ghe thu mua vào cập cảng nữa nè anh em. Ghe thu mua này cũng tầm gọi là lớn, dài tầm hơn 17 m. Bởi vì những ghe thu mua này họ có lượng cá trên ghe thì họ ra vào liên tục, cho nên là không cần phải sử dụng những ghe thu mua lớn hơn nha anh em. Đó, bên trong có tiếp một con tàu cá nữa màu xám. Anh chị phóng viên này quay gì đây mà quay hồi vậy ta?
ống kính đang nhắm về hướng mình anh em ơi. Ống kính của phóng viên cứ nhắm nhắm về hướng mình, biết làm báo mình cũng ngại luôn. Đây một ghe thu mua bắp tổn mềm luôn. Thêm một tàu cá nữa nè anh em. Tàu cá này dài tầm hơn 21 mét nha anh em. Tàu cá này đóng theo kiểu cọt tàu cá của Phú Yên, Nha Trang, Cà Ná. Đây mình quay phía trước dàn bè của những con tàu cá lúc nãy cập cảng cho anh em xem. Bây giờ những con tàu cá nào đã làm giấy xuất bến xong thì di chuyển ra khu vực phía bên ngoài. Bên ngoài phải nép ra phía bên ngoài đó cho những con tàu cá phía bên trong mới di chuyển ra được, rồi sau đó xây trở cặp lại tiếp. Cảng cá ồn quá, tiếng máy xây xây đá anh em, nẹp bô cho máy anh phía bên trong cảng thử khối chơi. Nẹp bô tiếp. Mù mịt luôn. Tiếp tục. Nẹp nữa đi anh. Cá này dài tầm 17 mét rưỡi. Trên tàu cũng trang bị máy đo dòng chảy với radar đầy đủ, những cái công cụ điện tử hỗ trợ cho việc đánh bắt. Dàn bè 5 chiếc mà di chuyển ra bên ngoài là 2 chiếc, giờ còn 3 chiếc thôi. Còn những tàu cá khác là cặp ở cái bè khác. Sáng ngày hôm nay nhìn vui quá, ngồi nhìn mấy con tàu cá nẹt bô là thấy sướng đó. Nẹt tiếp, phun khói mù mịt luôn, đốt cảng luôn. Tiếp tục nhả khói.
không, 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 không,